Theo thông tin từ Công an thành phố Nha Trang, đối tượng phóng hỏa đốt cây xăng Mã Vòng có tên là Hồ Liêu Châu, sinh năm 1995, trú tại tổ 16 Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang. Vào trưa ngày 30 tháng 7, Châu mua xăng rồi chiết qua nhiều chai lọ khác nhau. Sau đó, Châu điều khiển xe máy chạy đến trước số nhà 50 Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, đốt chai xăng và ném vào trong nhà. Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục điều khiển xe máy chạy đến đầu đường Lý Tự Trọng, đốt và ném một chai xăng vào một biển quảng cáo, gây cháy. Sau khi liên tiếp gây ra hai vụ việc nêu trên, vào khoảng 13 giờ 25 phút, Châu điều khiển xe máy đến cửa hàng xăng số 2 thuộc công ty xăng dầu Phú Khánh, Petrolimex Khánh Hòa, hay còn gọi là cây xăng Mã Vòng, và tiếp tục cầm chai xăng tưới vào một cây xăng. Sau đó, Châu châm lửa đốt, vụ việc khiến nhiều người hoảng hốt. Nhân viên cây xăng đã dùng bình chữa cháy xách tay nhanh chóng dập tắt đám cháy và vây bắt đối tượng. Theo quản lý cây xăng, lực lượng công an đã có mặt kịp thời và vây bắt đối tượng ngay lập tức. Theo công an thành phố Nha Trang, Châu đã lẩn trốn tại một căn nhà trên đường Máy Nước, phường Phước Tân và bị bỏng ở hai chân. Châu được đưa vào bệnh viện xử lý vết thương. Đối tượng khai nhận sau khi sử dụng ma túy đã gây ra các vụ việc nêu trên. Ngày 30 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thành Dư, 20 tuổi, thường trú ở xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hòa, tỉnh Long An về hành vi giết người, cướp tài sản của người đàn ông chạy xe ôm quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 24 tháng 7, người dân lưu thông qua một đoạn đường vắng ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên lề đường. Qua khám nghiệm của công an, nạn nhân tử vong do bị đâm 3 nhát dao vào lưng và cổ. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 7, các trinh sát đã bắt giữ được Dư tại một phòng trọ ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa. Nạn nhân tử vong sau đó cũng được xác định là ông T, 60 tuổi, ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề chạy xe ôm. Qua khai thác, Dư khai nhận đã thuê ông T chở từ thành phố Hồ Chí Minh xuống huyện Đức Hòa. Sau đó, đối tượng đã kêu ông T chạy lòng vòng vào đoạn đường vắng rồi sát hại nạn nhân. Sau khi nạn nhân bị gục trên xe, Dư đã thi thể xuống lề đường rồi cướp xe máy. Đối tượng chạy xe đã đến một cửa hàng ở xã Mỹ Hạnh Nam và bán được 900.000 đồng rồi mua ma túy sử dụng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 30 tháng 7, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ô tô và ba xe máy trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, vị trí trước cửa số nhà 24 thuộc địa phận phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Một số nhân chứng cho biết vào khoảng thời gian trên, xe ô tô do người đàn ông điều khiển lưu thông từ đường Bưởi về phố Phạm Văn Đồng trên đường Hoàng Quốc Việt đã va chạm với một xe ô tô khác và ba xe máy. Trao đổi với phóng viên, chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát liên quan đã đến bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, cùng với đó là phân luồng để không xảy ra ùn tắc giao thông. Theo vị này, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn nhưng không phát hiện tài xế vi phạm. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra và làm rõ.